Hôm nay máy văn phòng Hương Nga sẽ làm một video hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cái cấu hình của máy tính các bạn có đạt được cái yêu cầu của Microsoft để cài hệ điều hành Windows 11 hay không, và cách sửa lỗi, tức là bỏ qua được cái bước kiểm tra cấu hình của Microsoft để có thể là vẫn được cài được hệ điều hành Windows 11 trên máy tính cấu hình không đạt hoặc là máy tính cấu hình yếu. Thì đầu tiên các bạn mở trình duyệt và gõ phần mềm kiểm tra cấu hình máy tính các bạn, phần mềm PC check. Check his header. Các bạn vào trang chủ của Microsoft và tải về. Đây là phần mềm hữu ích, sẽ tự động kiểm tra cái máy tính của các bạn có đạt được cái yêu cầu đề ra của Microsoft hay không. Các bạn khi các bạn tải về xong, các bạn ấn click chuột vào file tải về. Các bạn ấn chấp nhận cái điều khoản của Microsoft và cài đặt cái phần mềm kiểm tra hệ thống. Đấy. Phần mềm sẽ tự động bật lên kiểm tra hệ thống cho các bạn. Các bạn ở mục đầu tiên install Windows 11, các bạn ấn check now để phần mềm tự động kiểm tra hệ thống. Ở đây hệ thống báo là máy tính của mình là không đủ điều kiện để cài đặt hệ điều hành Windows 11. Như là biểu tượng chấm than màu vàng, tức là máy tính của bạn có cái công nghệ TPM 2.0 nhưng chưa được bật lên. Và ở đây con chip của mình là AMD Render 3 cũng không hỗ trợ trên hệ điều hành Windows 11. Những cái lỗi này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bỏ qua và có thể là cài đặt được cái Windows 11. Rồi, khi các bạn kiểm tra xong rồi thì các bạn khởi động lại máy và các bạn khởi động lại máy và cắm thiết bị USB boot vào. Quá trình khởi động sẽ bắt đầu thì các bạn ấn F8 để vào menu boot. Các bạn nhớ xem cách vào menu boot của từng máy nhé. Các bạn có thể tìm trên trang trên Google là cách vào boot của máy tính các bạn. Thôi, các bạn vẫn cài Win 10 thường bình thường bằng cách chọn chế độ UEFI nhé. Các bạn vào boot USB. Máy tính của các bạn sẽ bắt đầu quá trình cài đặt hệ điều hành Windows 11. Đấy, khi mà vào boot thì cái cài đặt nó cũng hiển thị lên thông báo là các bạn chọn next, các bạn chọn install. Mình đang cài trên cái máy tính mà không đảm không đầy đủ những cái yêu cầu tối thiểu của Microsoft. Và khi mà ở cái mục này chọn hệ điều hành thì các bạn chọn cái người giúp mình ấn next. Đây, cái lỗi của hệ thống thông báo là cái máy tính của mình không hỗ trợ cài Windows 11. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bỏ qua cái lỗi này và vẫn có thể là cài đặt hệ điều hành Windows 11 bình thường trên cái máy hình là cấu hình không đủ điều kiện. Đấy, mình các bạn ấn phím Shift F10. Xuất hiện cửa sổ Commander, tức là CMD đấy. Các bạn gõ cho mình lệnh regedit. Tức là các bạn vào thanh ghi regedit. Các bạn ấn Enter. Cửa sổ thanh ghi xuất hiện. Các bạn tài mục Hockey Local Magazine. Các bạn nick cho mình mở cửa sổ ra. Rồi các bạn kéo xuống ở phần sai tớm. Các bạn mở thư mục này giúp mình. Tài mục sai tớm, các bạn kéo xuống dưới chọn phần Setup. Tài Setup, các bạn nick chuột
phải chọn cho mình new cái để tạo cho mình một cái folder có tên là lab config. Lab config. Các bạn đã tạo thành một cái key lab config rồi. Tại cái cửa sổ bên phải của lab config, các bạn tạo cho mình hai cái d guộc 32 value có tên là, cái đầu tiên các bạn gõ by path tpm check, và cái thứ hai các bạn cùng tạo cho mình một cái w guộc 32 value có tên là by path setcuboot. Các bạn nhớ gõ cho chính xác nhé. Đấy, các bạn tạo cho mình hai cái W và các bạn đứt chuột vào gắn cho mình giá trị 1 chỗ phần value data phần by check skillboot check, các bạn cùng gắn giá trị 1. Ok rồi, và như vậy là xong, các bạn đóng cửa sổ lại. Rồi, tại phần bảo lỗi các bạn ấn mũi tên back, tức là trở lại cái bước phía trước. Đấy, các bạn vẫn chọn phiên bản nhé. Ở đây có các phiên bản lựa chọn của Windows 11 thì mình vẫn chọn phiên bản Home và chọn Next. Đấy, các bạn đã có thể là bỏ qua được cái lỗi bảo vệ cái cấu hình của Microsoft đối với những máy không đạt hoặc là máy cấu hình yếu. Xin chào các bạn, nếu thấy video hữu ích các bạn có thể đăng ký kênh